chào bạn đã đến với kênh Nhá Tươi của mình nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái món liên quan đến tuổi thơ của anh Dưỡng mình nữa các bạn, và tất cả bạn ở đây nữa nè. Món gì mày? Đó chính là cái món gì liên quan đến bắp đen bơ, nhưng mà không phải bắp đen bơ nha, đó chính là cơm bắp. Ê, nghe ngon ngon cái mày. Nhưng mà đó giờ anh có thấy cái món đó chưa? Hình như anh nhớ hồi đó anh nhớ là cái món bắp đó, mà không phải bắp nữa, mà cái đó là nó làm bằng cơm. Cơm miếng vuông vuông các bạn, nhưng mà nó đặc. Đúng không? Còn lần này mình sẽ giới thiệu các bạn làm cái món cơm bắp làm tại nhà rất là đơn giản, dễ hiểu luôn các bạn ơi. Nguyên liệu để làm món cơm bắp ngày hôm nay đó chính là gồm có, đây chính là hạt bắp nha các bạn. Thì bắp còn gọi là ngô đó các bạn ơi. Nè, cái tên thường gọi nó là ngô đúng không? Đúng rồi, nhưng mà ở trong miền Nam thì gọi là bắp. Ừ. Thì cái hạt này các bạn có thể lại tìm tạp hóa để mua các bạn ơi. Nói là người ta bán các bạn hả? Còn này là cái gì ngáo? Đây là cái ống vani các bạn. Tiếp theo đó chính là đường chảy. Kế tiếp đó chính là nước cốt dừa nha các bạn. Rồi bây giờ anh giúp em dọn cái này qua bển đi cho nó chống chảy, đừng mình làm để mình sẽ rang bắp. Rồi ok em, nhưng mà bây giờ là em chừa lại những thứ gì em chừa lấy lại đi. Cái này được rồi anh ơi. Rồi ok. Rồi mấy này em không lấy ra luôn nè. Lấy luôn hay cái này lấy không? Thôi chẹp bả thôi, chẹp bả luôn. Rồi. Rồi. Đó, thì các bạn ơi, em mình sẽ đây chính là cái thao để mình đựng bắp nha các bạn, cơm bắp nha. Đó, còn đây chính là cái nồi đựng rang bắp nha các bạn ơi, chút nữa nó nổ tùm lum hết trơn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tiếp, bắt đầu mình làm luôn nha các bạn. Để tí nữa là nó nổ ra bùm 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 đúng không? Đúng rồi. Rồi có lửa rồi, anh dịnh giùm em ơi. Rồi ok. Đây bây giờ mình sẽ mở ra cho tất cả bạn xem nha các bạn. Đây. Đó. Nguyên bịch luôn mấy bạn ơi. Thì mỗi lần mà mình rang bắp á các bạn ơi, mình rang số lượng ít thôi các bạn ơi. Hết thì mình rang nữa. Nè, mỗi một lần gì là mình cho nhúm đúng rồi, bây giờ mình sẽ cho vô tay mình nha các bạn. Ô, quá nhiều rồi. Thôi vậy được rồi. Rồi, mình sẽ cho vô đây nha các bạn. Vô thôi. Rồi. Em. Rồi bây giờ nè, anh cảm đi. Tiếp theo mình sẽ mang bao tay vào. Rồi mình cho hạt bắp lắc qua lắc lại nha các bạn. Để cho hạt bắp mình nó nóng. Mình sẽ nở ra nha. Đó, các bạn làm điều tay giúp mình nha các bạn. Đừng để hạt bắp nó khét nha. Đúng không? Cái công độ này rất là lâu luôn mấy bạn ơi, tại vì mấy anh em mình đang ở ngoài trời gió thở hoài à, gió tại vì lửa nó không có được ổn định các bạn, cho nên chắc hơi lâu rồi nha. Ê máy ngáo, để anh chạy vô anh lấy chín một miếng giấy để mình chia vô ha. Ok cũng được luôn anh. Trời ơi. Trời ơi, buổi chiều gió quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình để xuống xíu nha các bạn. Để cho nó nóng nóng. Nè ngáo nè nè nè. Nè em. Rồi anh đẩy vô đi, anh đẩy vô. Ôi. Rồi. Đó, cái này che gió là ok luôn. Để các bạn ơi. Rồi, vậy bây giờ là lỗ của mình đã được ổn định rồi các bạn ơi, là không xạo nữa nha. Ok luôn. Em thấy nó sắp nổ rồi anh Dưỡng ơi, mình đậy nắp lại đi, không thôi nó nổ đúng lắm luôn á. Đây nắp đi em. Rồi. Em lấy hai cái tay em dịnh vô này nè, dịnh vô vậy nè, lắc cho nó khỏi bị bung nắp lên. Mới kiên trì đó các bạn ơi. Ồ. Cái này là cũng đang tập cơ tay với cơ chuột nha các bạn, tại vì rất là mỏi nha. Ui, nó đang nổ cái gì các bạn ơi? Ồ đúng rồi. Ui, nghe nè. Nó bắn quá trời luôn các bạn ơi. Nó nổ nè. Ui. Ôi đang nổ mấy bạn ơi. Ê ngáo. Ví dụ mày để xuống mày dở nắp bên trong. Ôi không được anh ơi. Ôi nó nổ dữ hả? Ủa đúng rồi nó nổ kìa. Trời ơi mấy bạn ơi. Người nào mà nghe hết nổ mình sẽ mở nắp ra cho các bạn xem nha. Anh ngáo hước quá ngáo ơi. Ôi em cứ chạy nữa anh ơi. Nhìn mày làm mày thấy anh Ôi bắn quá trời luôn mấy bạn ơi, như pháo hoa kết luôn á. Đây để em dặn nhỏ lửa lại đúng nha. Đúng rồi. Nóng tài quá mấy bạn ơi. Tắt bếp lên vô, tắt bếp. Rồi. Mỏi tay quá các bạn ơi. Nói chung là cái cánh tay của mình bây giờ là cơ nó đang cứng rồi đó. Đâu, bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Anh dịnh lại, đây. Wow. Trời ơi.
Đẻ đầu tiên như vậy là quá thành công luôn mấy bạn ơi. Nó đẻ chưa? Rồi đây các bạn. Đó, hạt bắp của mình là nở bự gì nè. Ê ngáo, cái hột bắp nó có tí xíu à, mà nó nở ra một miếng bự bự như nè. Trời ơi, nó đã. Mời tất cả bạn ăn luôn nha các bạn. Ê. Để xem mùi vị nó ra thế nào nha. Ừ, ăn thử nha. Ngon lắm mấy bạn ơi. Ngon quá chưa? Bây giờ thì nó chưa có mùi gì các bạn. Mình chỉ nghe nó ngọt ngọt từ trái bắp thôi các bạn ơi. Ê ngáo. Ngáo. Sao anh? Bây giờ em lấy cái sọn này em đổ trong cái thau đi. Thôi quá ngon các bạn ơi. Mẹ đầu mình làm hơi còn bị khét nha các bạn. Đó. Đi vô. Ngon ngon ngon. Ngon ngon ngon. Rồi bây giờ mình sẽ đổ vô cái thau nha các bạn. Em đổ đâu? Vô đi. Anh đưa thêm cái nào nhắc nữa. Đây. Đây. Thôi đây. Đổ được bấy nhiêu anh em mình ăn muốn hết luôn các bạn ơi. Trời ơi. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ tiếp tục đổ thêm nữa nha các bạn. Khẽ lắm, để khẽ lắm, nó đầy đầy cái thau đó. Ê, rồi ngéo, sẽ làm ngéo, nha. Ngéo, cho anh thử cái ngéo. Cũng được anh ơi. Ok ok ok, cho anh thử cái nha. Đây. Đổ vô. Còn nè, còn nè. Đưa nhắc coi anh mừng coi. Rồi chơi giỡn. Rồi. Rồi anh bật, em bật biết nha. Rồi bây giờ tới mình nha các bạn. Cái lực của mình á nó mạnh hơn thằng Ngáo cho nên là mình sẽ đổ nhiều hơn để nổ hơn thằng Ngáo nữa. Ok, bây giờ em sẽ bật biết anh nha. Ok. Tại vì cái nồi này là cái mẻ một của mình á là nó còn cái nồi còn lạnh nha các bạn. Chứ cái mẻ hai này là nó rất là nóng nha, dễ chín lắm nha. Anh phải xoay tay nhanh nha. Ê, anh phải lắc đều đúng không? Đúng rồi, không rồi, nó rồi, đó. Ok, bật lên. Nhanh rồi, lên. Có lửa anh, lửa rồi, có lửa rồi, có lửa rồi. Rồi. Giờ mình chế vô nha các bạn. Chế vô tay mình nè. Đó. À, chế vô tay đừng lường mấy bạn ơi. Rồi được anh giữ anh được anh giữ anh đúng không? Trời ơi. Con chưa lớn nha anh chưa? Ở đây anh giờ lớn cái mày luôn. Đây mày thấy đứa chưa nhiệt chưa? Chưa mè đó. Anh phải lắc đều. Trời em sợ nó nổ liền đó anh giữ. Trời ơi. Sao mà nằm anh mở ra luôn anh giữ. Có gì em lẹ ra cho. Ok. Anh mở ra cho các bạn xem luôn. Còn nó nổ như thế nào. Chơi mày luôn mày. Trời ơi, nãy ha, ý là mình đậy nắp rồi mà nổ ha. Bình luôn các bạn. Lần này là mình chơi là số lượng nhiều. Mấy cái nổ như thế nào nha các bạn. Đều tay lên giữ mạnh rồi, mạnh lạnh lên. Từ ông ơi. Miễn sao tôi làm mà nó không có bị cháy là được rồi. Đậy nắp lại nha các bạn. Ok ok. Chừng nào nó nổ mình sẽ dở ra cho tất cả bạn xem. Ơi, chở điệu ta anh Dưỡng. Từ từ mẹ ơi. Trời ơi, không chuyên nghiệp gì hết trơn á. Thì cái này lần đầu anh làm mà. Trời, công nhận anh chơi lớn thì anh Dưỡng ơi. Hồi nãy em để anh xíu mặn như đây nè. Không biết của anh bao nhiêu nữa. Trời. Ừ. Ê, nổ nè. Đó. Nổ anh dở ra anh Dưỡng, chở ra. Dở ra thử anh Dưỡng. Từ từ. Ôi nó nổ rồi, bắt đầu nổ rồi đó anh Dưỡng ơi, dỡ đi. Đầu nổ rồi. Để nó bắn nha bạn ơi, nó bắn nha. Nó bắn như vậy đó mấy bạn ơi. Để được. Đâu bây giờ nó nổ cái xạo cho anh Dưỡng, làm gì né dữ vậy. Trời. Phản xạ tự nhiên. Ồ nó nổ kìa. Ồ nó nổ bình luôn. Đâu bây giờ anh vừa mở, vừa lắc tới coi nổ. Trời ơi, nó nổ một hồi nữa là coi như là. Ủa to kìa. Trời ơi, nó lớn kìa mấy ơi. Đạn AK bắn như đó mấy bạn, lẹ lên Dưỡng. Lẹ lên. Ê, còn. Trời ơi, bảo là hên Dưỡng, em nôn thấy lắm luôn á. Còn. Đâu, còn. Đâu, để anh mở lại nữa. Tắt lửa. Rồi anh nhớ không? Ok, bây giờ để coi của anh như thế nào nha. Mới sao nha các bạn. Một, dạ. Hai. Hơi bị nhiều, hơi bị nhiều. Coi thử anh nhớ, coi thử ơi. Ủa, con. Nó còn mẫu luôn mẹ ơi. Nè các bạn ơi. Ngon tuyệt. Đây các bạn, đây là cái mẻ của mình lần đầu tiên mình làm nha các bạn, để em ăn thử coi.
Ừ. Ừ. Rồi bây giờ anh chế anh Hào thử anh chọn. Em để nắp đi nha. Chế anh Hào. Còn nổ luôn kìa. Ba đã luôn mấy bạn ơi, một bãi chiến trường. Quy một pháo luôn mấy bạn ơi. Ê nha, được chưa ngáo? Rồi, thêm một mẻ đi anh ơi. Thêm mẻ đó hả? Mình chọn nước khúc dừa với ấy là nó dạp lại còn xíu à. Ê, ê, lần này mày để cho anh làm. Anh nữa hả? Ghiền rồi. Trời ơi, anh nữa hả? Ừ. Ông làm một phái, đây mình bật bếp lên cho ông. Rồi, em bật bếp cho anh đi. Đây, chuẩn bị đi anh Dưỡng. Rồi. Em bật bếp nha. Để em bật thêm miếng lửa. À, có lửa rồi bạn ơi. Đây. Nhìn nhiều tay đi. Đây là cái miệng thứ hai mình làm nha các bạn. Rồi. Lắc đi dữ rồi, lắc đi. Nè bạn. Đó. Ủa, đã chưa bạn. Rồi đã luôn. Nào nó nóng rồi, nói em đẩy nắp lại cho anh giữ. Thôi nổ cái hồn rồi đó. Ê, ngáo, anh thích nè ngáo à. Anh thích cái kiểu này nè. Rồi chưa anh giữ? Chưa ông ơi. Ủa, anh đang làm gì vậy? Anh đang làm gì? Cơm bắp đúng không? Cơm bắp đúng rồi. Hữu Năng có muốn tham gia không? Dạ. Nè Hữu Năng ngồi đi. Rồi bây giờ. Đó, ghê chưa? Cái nè. Ok, không có đâu. Nè, em cầm em ăn thử rồi, đây là anh ngọt thức rồi coi. Cái gì? Em khoái ăn ngọt. Khoái ăn ngọt? Cái này cũng ngọt mà. Ông tin hả anh Dưỡng ơi, ngọt mà anh Dưỡng. Ngon còn ngọt, ăn thử em ngọt. Nè. Em ăn thử mà không có ngọt, anh tớ không chịu vậy đó. Đờ vuốt tóc qua coi. À. Ngọt không nhăn? Sao? Nhăn, sao nhăn? Nó chiều quay qua đây ơi, sao ngon không? Ngon. Ngon ha, cảm ơn. Biểu không? Quả đã luôn mấy bạn ơi. Rồi, được chưa anh Dưỡng? Để nắp lại em, để nắp lại. Ok. Nổ cho anh Dưỡng, nổ chưa? Ê, chuẩn bị nổ em, chuẩn bị nổ. Điều tải lên, điều tải lên chưa? Ok. Nổ giống như là bông nổ gì đó. Ê, nó nổ nè. Đó, để không nhớ lại, giờ để không nhớ lại. Để xuống dưới ra. Lẹ anh Dưỡng lại. Ôi nhân đi đâu rồi nhân? Nhân đi đâu nhân? Đi đâu rồi? Trời ơi, dạo rồi, đấy bắn mình lưng luôn mẹ ơi. Trời ơi, nổ đi. Dạ. Ôi, còn nóng hở luôn mấy bạn ơi. Ồ, nghe nó nổ kìa. Đây. Hạch hồn. Nó chở lên chở luôn. Ồ, còn nổ luôn kìa. Nổ cho bạn xem nè. Này. Có nổ không vậy? Không. Bang. Wow. Ôi, quá trời luôn các bạn ơi. Quá trời luôn mấy anh ơi. Thử nhân. Thôi em mới thử một hả? Đang chế anh chở, chế anh ơi. Chế anh nữa ơi. Đây là cái mẻ thứ ba của mình nha bạn. Nó còn nổ kìa. Đây mình chế luôn nha. Anh biết tính em rồi mà, em phải ăn ngọt mà. Cái này cũng ngọt gì? Ờ được rồi. Đưa mấy bạn ơi, một cái thao dung luôn. Em vét bớt xuống gì đây? Cái thao này ha. Rồi, vét ra hết đi rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ bắt đầu đi thắng đường nha các bạn. Nè xong cái này ngáo, giờ làm gì đây? Rồi, mình sẽ bắt đầu ngạo đường nha các bạn. Anh Minh cái dĩa đằng nặng lại cho em đi. Đây. Nắng lên luôn các bạn ơi. Đó với hiện trường nãy giờ mấy anh em mình làm là bắp mà nãy mình dở ra cho bạn xem héo một chút xíu thôi mà nó văng như vậy đó mấy bạn. Nó văng này nhiều ghê gớm luôn nè, thấy không? Rồi bây giờ kế tiếp là mình sẽ cắt cái đường chảy nha bạn, chút nữa để cho tan chảy ra mau nha. Đây mình cắt ra nhỏ, càng nhỏ càng tốt nha mấy bạn. Anh nhìn cho em đây. Đây anh nhìn bên phòng bên đây nè. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt luôn nha các bạn.
Rồi các càng nhỏ nha các bạn, càng nhỏ càng tốt nha. Cắt càng nhỏ xong rồi mình bỏ vô là nó sẽ tan chảy ra nên nó mau hơn đúng không? Đúng rồi anh ơi. Rồi, rồi xong rồi nè anh Dưỡng ơi. Bật bếp ga lên thì bỏ đường vô đi hai em. Rồi bây giờ mình sẽ bật bếp ga nha các bạn. Rồi anh bỏ phân nửa cái dĩa đường này vô trong đi. Đây. Đây. Rồi chạy vô đi anh Dưỡng. Miếng nữa đi, miếng nữa. Đây, bây giờ mình sẽ cho nước cốt dừa vô luôn nha các bạn. Được rồi anh Dưỡng ơi. Được chưa? Mình cho nước cốt dừa vô nha. Được. Rồi. Đấy, đều đều với anh Dưỡng. Quay đều lên đúng không? Em ơi. Rồi. Đó, mình cho vô đều đều nha các bạn, nước cốt dừa nha. Rồi vậy được chưa ta? Rồi được rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ quậy cho cục đường này nó tan chảy nha các bạn. Sau đó mình sẽ để cốm bắp vô rồi mình sẽ trộn lên là có món cốm bắp cho các bạn xem. Rồi bạn ơi, mấy anh em mình đang ngồi chỗ nắng quá trời luôn. Bây giờ mình đổ chỗ đi anh Dưỡng ơi. Ừ, đổ lên trên này ha. Ừ. Rồi đi. Ok. Rồi. Qua đây. Như vậy thấy được rồi đó anh Dưỡng không? Chưa em ơi, phải cho nó keo vậy đó, nó keo phải nó keo phải nó nhiễu như nó nhiễu giống như cái kẹo bạc nha của mình vậy á. À. Nó còn đưa lên gì nó còn nhiễu tất 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 gì mà chưa được đâu. Ôi, cái màu nó đẹp luôn ha. Quá đẹp luôn mấy bạn ơi. Mình đánh cái này mình phải đánh liền tay nha các bạn, không thể để lâu được nha các bạn, nó để lâu thì nó sẽ cái đường nó sẽ dính vô cái nồi á là nó bị khét luôn mấy bạn ơi, dính vô cái đít nồi nha các bạn, để bị khét lắm. Bây giờ nó đã bắt đầu nóng và sôi lên rồi các bạn ơi, một xíu nữa nó sẽ keo lại nha. Bây giờ mình có cho thêm cái gì không Ngáo? Đây bây giờ mình sẽ cho cái ống vani này vô luôn nha các bạn. Đây. Ê cho cái ống vani này vô tí nữa nó thơm lắm ha. Đúng rồi anh ơi. Mình cho vô nha các bạn. Rồi. Mấy điều anh nhớ không? Ồ nó thơm hết chưa? Quá thơm luôn các bạn ơi. Cho anh dở lên ơi, coi nó keo chưa? Miếng nữa, miếng nữa anh ơi. Chưa. À, bây giờ mình sẽ cho bắp vô luôn nha các bạn. Đây. Trọng điệu, trọng điệu anh Dưỡng, trọng điệu. Trọng điệu anh Dưỡng ơi. Rồi, xong mấy bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ mang bao tay vô nha các bạn. Dở lên cho anh Dưỡng nha các bạn, để anh Dưỡng trộn nha. Đâu còn một cái nồi nhắc nữa đâu anh Dưỡng. Đây nè, đây nè, em đây nè, anh để đây nè. Đây, đều đều tay lên anh Dưỡng ơi. Ok, tâm. Rồi, rồi đang quay clip mà bên kia đám cưới bật nhạc gì đúng không nha mấy bạn ơi. Có gì hậu mấy bạn thông cảm giúp mình nha các bạn. Được chưa anh Dưỡng? Chưa mày ơi. Trộn đều đều tay lên. Rồi. Sắp ở dưới á. Kè mấy này nè, còn chân bách nè. Em yên tâm. Mấy này thơm mấy bạn ơi, chút xíu nữa mình phải ăn mới được, ăn nhiều nhiều lên. Ăn thử miếng thử Ngáo. Thôi thôi, để em lấy thử miếng ăn anh Dưỡng. Ê. Đây. Mời bạn nha. Sao sao sao, mùi nó như thế nào? Mùi chỉ cũng y chang mấy cái bịch mà mình mua mà chạy luôn mấy bạn ơi, nhưng mà cái này là mình làm tại nhà. Rất là ngon luôn mấy bạn ơi. Ngon ngon, mình thấy ngọt dừa rồi nè. Ok. Rồi, bây giờ là mình mang bao tay vô mình dắt đúng không? Nặng cốm mấy bạn ơi. Đây, mang bao tay vô nha. Bây giờ mình sẽ để cốm ra nha các bạn. Đó.
ba chục tròn, khoảng cỡ này nè anh dưỡng hay là được nha. Nó tròn tròn vậy giống như cái cơm nấm ngày xưa làm mà đúng không? Đúng rồi anh ơi, đây sao bỏ đây các bạn. Giống thiệt cái chứ. Anh em mình tiếp tục làm tiếp nha các bạn. Đó. Đó. Trời, của anh bự quá kìa anh Dưỡng ơi. Bự quá hả? Nhỏ nhỏ lại. Ôi ôi. Như của em vậy nè. Đó, bỏ xuống nha bạn. Ok bạn. Anh em mà làm không nhanh thì nó dính này như gì nè các bạn. Đó, nên mình sẵn nó gãy luôn cái giá. Gãy luôn các bạn ơi. Báo giờ không à. Chuyện xui rủi tao muốn mày ơi. Tay à. Gãy luôn các bạn ơi. Ê, bưng bạn xuống để chuẩn bị thưởng thức mấy bạn ơi. Rồi. Để cho nó bằng lại em. Ok, bằng rồi đó. Thôi anh em chán gì. Trời ơi, bưng cái mâm xuống mấy bạn ơi. Đây. Ê, sao chiếm chỗ tao mày. Rồi, bây giờ mấy anh em mình cũng đã làm xong cái món cơm mắt rồi mấy bạn ơi. À, quá đã luôn nha. Rồi, thưởng thức đi ngáo ơi. Ok luôn. Thôi anh thưởng thức trước đi, cho bạn mới cảm nhận trước đi, em thưởng thức sau. Ok, đây mình sẽ ăn cái này cho các bạn. Rồi, dính lại không vậy? Ừ, dính nhá, nè. Mời các bạn nha. Ăn gì nó mới đã chứ, tới mình luôn mấy bạn ơi. Mời tất cả bạn nha. Nó giòn rụm luôn. Nhai mình cứ rộp rộp rộp. Nhưng mà có đường các bạn ơi, rất là ngọt luôn, béo luôn. Đường này là bỏ vô ăn nó thanh thanh, cổ họng nó đi xuống cổ họng nó thanh đại quá. Hình như là cái này là mình ăn không hết á thì mình sẽ bỏ vô đường bọc đúng không? Rồi cô gái nằm muốn ăn lấy bọc ra mở ra ăn tiếp. Các bạn đừng nên để ở ngoài nha, nếu mình để ở ngoài á thì nó sẽ bị mềm lại. Có hơi gió vô là nó sẽ mềm lại rồi nó sẽ mấy cái bắp này nó sẽ rẽ ra này các bạn. Cho nên là ăn nó không có ngon nha các bạn. Hai mình mời ăn nguyên mắm ăn sao hết. Ôi nói chứ ăn mình sẽ mà hết được. Phải. Để mình làm như cả gia đình đâu mà chứ hai anh em mình ăn gì nữa. Không biết nữ nhân nó học tông chưa ra ha. Chưa ơi. Nói chưa ra. Thôi ăn cái cục này, nguyên cái cục này no luôn các bạn ơi. Khó hơn ăn cục thứ hai. Quá là ngon. Ngon mà bự. Thơm. Rồi có cái vị béo béo của nước cốt dừa nè. Vị đường nè. Rồi để vô cắn một cái. Đã. Món này giống như cỡ vịt của Hơ mấy bạn ơi. Nó là những món hồi xưa mình mua á bạn. Cái bịch người ta vô mà cái bịch bán thì chỉ có 5.000, 2.000 thôi bạn ơi. Ngày xưa là anh đi học á
là người ta đưa vô một cái bịch nhỏ nhỏ gì nè, mà nó hình chữ nhật, có xíu như nhiều thôi. Đó là cơm. Còn ở đây là anh hồi giờ anh chưa ăn cơm bắp không? Bắp. Anh có ăn bắp ăn bơ chưa? Ăn bơ ăn rồi. Nó lại gọi là cơm bắp. Quá là ngon. Ngon quá. Ngon. Rồi ăn dữ lên được. Ngon mà không? Like, share, nút họ tên nhắn tên vi của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.